Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Tiên Tiên Channel. Hôm nay mình sẽ làm một bánh kem thiên sứ. Rất là dễ làm luôn. Mọi người chuẩn bị cho mình lòng trắng trứng vịt. Thì hôm nay bánh bông lan rất là đặc biệt, đó là mình sẽ không sử dụng lòng đỏ. Chắc chắn mọi người sẽ nói là bánh bông lan gì mà không sử dụng lòng đỏ. Nếu như mà mình sử dụng lòng đỏ thì nó không còn gọi là thiên sứ nữa nha mọi người. Vì bánh bông lan hôm nay của mình á, làm toàn bộ là màu trắng hết, cho nên sẽ không có một chút màu đỏ nào, màu vàng nào hết nha. Lòng đỏ có thể chiên cơm ăn hoặc là chế biến những món ăn khác, nên là mọi người nên tách lòng đỏ và lòng trứng thật là cẩn thận. Nếu muốn lấy lòng trắng của trứng vịt á, thì mọi người nên dùng tay lấy rất là dễ dàng, vì lòng trắng và lòng đỏ nó rất là dính lại với nhau đó mọi người. Ở đây mình có 125g kem béo thực vật và 25g dầu ăn. Mình đã đun nóng kem và dầu ăn, bây giờ mình sẽ bỏ 100g bột mì đa dụng vào và 20g bột bắp. Mình sẽ gây lên nha, gây lên cho bột của mình nó được mịn hơn. Sau đó mình sẽ dùng muỗng khuấy lên nha. Bột và kem của mình nó sánh mịn lại thì mình sẽ cho vào đây 60g lòng trắng trứng. Nếu như mà mọi người giảm cân á, thì ăn món bánh bông lan này rất là hợp luôn. Thì đây mình sẽ khuấy đều lên nha mọi người. Khuấy cho tới khi bột của mình sánh mịn lại. Mọi người nhìn nè, bột của mình rất là mịn luôn. Sau khi trộn xong, mình sẽ bao bằng bọc thực phẩm và để qua một bên nha. Lòng trắng ở đây mình có 200g. Cho lòng trắng vào, mình sẽ đánh lên nha mọi người. Đánh ở mức trung bình thôi. Đánh cho bông lên một chút xíu. Thì mình sẽ bỏ đường vào. Đây mình có 80g đường. Mình sẽ chia ra làm 3 lần đánh nha mọi người. Mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê nước cốt chanh. Cho lòng trắng của mình mau bông nha. Đánh được một lúc thì mình sẽ tiếp tục cho đường vào. Và tiếp tục đánh. Lúc này lòng trắng của mình nó bông lên rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho nốt phần đường còn lại vào nha. Tiếp tục mình sẽ đánh lên nha mọi người. Đánh cho lòng trắng của mình nó bông lên hẳn. Lòng trắng của mình như vậy là đạt rồi đó mọi người. Nếu như mà mình úp ngược cái thố xuống mà nó không chảy á thì đạt rồi nha mọi người. Phần bột mì của mình bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy ra và đem đi trộn với lòng trắng nha. Mình sẽ lấy một chút lòng trắng và trộn lên với bột. Nếu mà làm lòng trắng không á thì bột khí rất là nhiều, cho nên mình lấy cái đánh bột mình khuấy nha. Khuấy cho bột khí nó tan ra và bây giờ mình sẽ cho hết lòng trắng vào luôn nha. Và sau đó mình sẽ tiếp tục trộn lên. Mình đã trộn xong rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ vào khuôn thôi. Mình sẽ lót một miếng giấy nến vào khuôn nha. Mình đã cắt sẵn giấy nến rồi. Giờ mình chỉ việc đổ bột vào thôi. Sau khi cho vào xong á, thì mình sẽ dọng cái khuôn xuống nha. Mọi người thấy không, cái khuôn rất là nhiều bọt khí. Dọng cho tới khi á, bọt khí nó không còn nổi lên nữa nha. Sau khi dọng hết bọt khí rồi, mình sẽ đem đi nướng nha mọi người. Trước khi nướng mình đã làm nóng lò nướng rồi. Mình sẽ cho nước nóng vào khay ở dưới. Đổ cho đầy khay nha mọi người. Nó sẽ giúp cho bánh của mình mềm và xốp hơn. Bánh của mình sẽ nướng 160 độ và 60 phút. Bề mặt của bánh hơi vàng một chút, mình sẽ lát ra nha mọi người. Mình đã lát bỏ cái bề mặt mà bị vàng á mọi người. Mọi người nhìn nè, rất là trắng luôn. Thì người ta mới gọi đó là bánh bông lan thiên sứ hoặc là bánh kem thiên sứ.
Có phải bánh bông lan thiên sứ rất là dễ làm không mọi người? Vậy là mình đã làm xong một bánh bông lan thiên sứ bằng trứng vịt. Còn bây giờ mình sẽ làm kem chét lên, thì mình sẽ gọi là bánh kem thiên sứ. Ở đây mình có 20g đường, 12g bột bắp, 100ml sữa, cuối cùng là 150ml kem béo. Mình sẽ bắt lên bếp và để lửa vừa. Sau đó khuấy đều lên nha mọi người. Khuấy cho đến khi kem sệt lại nha. Kem mình đã đun được 10 phút rồi nè mọi người. Bây giờ nó đã sệt lại rồi. Mình sẽ đợi kem nguội nha mọi người. Sau đó mình sẽ đem đi chét bánh. Bây giờ kem của mình cũng đã nguội rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ chét lên nha. Kem của mình còn hơi lỏng đó mọi người, nhưng rất là ngon và béo luôn. Ai mà không biết làm bánh kem á thì có thể áp dụng phương pháp này nha. Rất là dễ làm luôn. Thế là mình đã làm xong một cái bánh kem rồi đó mọi người, bây giờ mình sẽ đem đi trang trí. Không có kem chét bánh sinh nhật thì mình cũng có thể làm cái bánh kem này nha. Rất là ngon luôn đó mọi người. Sẽ rắc một ít đường xay lên nhưng mà nó bị chìm đó mọi người. Nó bị tan trong kem hết rồi. Cái này là chỉ mang tính chất trang trí dởm. Đứng rắc hoài thì nó cũng tan chảy hoài luôn à mọi người. Vậy là mình đã trang trí xong bánh kem thiên sứ. Nhìn rất là dễ thương đúng không mọi người? Giờ mình sẽ xẻ ra cho mọi người xem nè. Ngon hết bài luôn á mọi người ơi. Rất là béo và ngon. Nếu yêu quý kênh của mình thì đừng quên like và chia sẻ. Giúp mình đăng ký, comment phía dưới nếu mọi người có thắc mắc, để mình có động lực ra nhiều video mới lạ. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những video sắp tới. Bye bye.